Thưa quý vị, sau thời gian chuẩn bị, chiều nay ngày 25 tháng 4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra phiên họp trụ bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự phiên họp có đồng chí Tạ Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành cấp tỉnh và 296 trên 300 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên trụ bị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hòa khẳng định, trong nhiệm kỳ 2019-2024, những hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã góp phần cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa các thành viên trong xã hội. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương dân chủ cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Tại phiên trụ bị, đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 9 vị vào đoàn chủ tịch đại hội và cử 2 vị vào ban thư ký đại hội để điều hành trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Các đại biểu dự đại hội cũng đã nghe trình bày báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu tham dự đại hội, thông qua nội quy, quy chế đại hội, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 và gợi ý thảo luận, nghe trình bày báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội 10 toàn quốc, thảo luận đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2024-2029, đề án đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 và phổ biến các nội dung phiên khai mạc chính thức đại hội. Tại phiên trụ bị, các đại biểu tham dự đại hội đã nghe nhiều bài tham luận của các tổ chức và cá nhân xoay quanh các nội dung như công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, công nhân, người lao động, những đóng góp trong công tác an sinh xã hội, giáo dục và vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.